Không. Tiếp tục là lỗi 15, của Linh 40. Giang 15-40 và hai cơ hội để Hoàng Nam tiếp tục có break. Xin quý vị khán giả chúng ta ổn định chỗ ngồi. Linh Giang cũng là một tay vợt được đánh giá rất cao bởi khả năng giao bóng cũng như cú trái và cú thuận. Nhưng tay vợt chuyển thành từ quần vợt Hà Nội vẫn là một mẫu tay vợt chưa có được sự ổn định cần thiết và đôi khi gặp những thất bại đáng tiếc. Dù vậy, trong mùa giải 2015 thì Hoàng Nam thì Linh Giang đã có những thành công đáng kể. Cả hai tay vợt đã chưa thể thi đấu khi mà khán giả tại cụm sân Trường Sơn vẫn tiếp tục di chuyển và khiến cho các tay vợt không được có được sự tập trung cần thiết. Trong quần vợt thì đã có những quy định rõ ràng là khán giả không được phép di chuyển khi tay vợt thi đấu. Và mọi sự di động và dịch chuyển chỉ được xảy ra khi các tay vợt nghỉ giữa hai ngừng bóng đi Nam ơi. Ngừng đi giữa các game đấu lẻ. Nam ơi. Dù vậy đây cũng là điều khá dễ hiểu khi các giải đấu quần vợt Việt Nam thì các khán giả cũng chưa thể hiểu được rõ những quy định khắt khe trong quần vợt chuyên nghiệp. Và hai tay vợt với sự cho phép của trọng tài đã quyết định tạm dừng trận đấu để cho các khán giả ổn định chỗ ngồi trước khi trận đấu có thể tiếp tục diễn ra. Đang nên đứng sao đứng không mà không làm gì hết. Anh nghe trọng tài cửa mở cửa sau rồi. Giải cây vợt xuất sắc Việt Nam 2016 được tổ chức tại thành phố Vinh, Nghệ An là lần đầu tiên Nghệ An đăng cai tổ chức một giải đấu quần vợt thuộc cấp độ quốc gia và đã thu hút cực kỳ nhiều khán giả tại thành phố Vinh đến theo dõi các trận đấu ngay cả khi đây là những ngày giữa tuần. Đây là một dịp hiếm hoi quần vợt Việt Nam quy tụ rất nhiều những tay vợt hàng đầu, đặc biệt trong đó có Lý Hoàng Nam, một tay vợt đã có mùa giải 2015 tập trung các giải đấu quốc tế và không tham dự các giải đấu quốc nội. Trở lại với trận đấu thì Linh Giang sẽ là người giao bóng ở điểm số này. Cú đánh lỗi của Hoàng Nam. Như vậy Linh Giang đã cứu được break point đầu tiên. 30-40. Phòng thủ không tốt của Linh Giang. Và như vậy Hoàng Nam tiếp tục có break để vươn lên dẫn trước 3-0 trong set đấu đầu tiên. Rất nhanh chóng thì Hoàng Nam đã vượt lên dẫn trước Linh Giang với cách biệt 3-0. Thế trận tiếp tục nghiêng về phía Hoàng Nam. Rất giống như trận đấu giữa hai tay vợt tại giải Việt Nam F9 Man Future cách đây không lâu. Đó cũng là giải đấu mà Linh Giang đã có trận thắng đầu tiên tại vòng đấu chính các giải Man Future trước Ju Hae Moon của Hàn Quốc và đã có điểm số đầu tiên trên bảng xếp hạng ATP. Hoàng Nam, Linh Giang và Hoàng Thiên là ba tay vợt Việt Nam đang có mặt trên bảng xếp hạng đơn của ATP. Và đây là lần đầu tiên trong lịch sử quần vợt Việt Nam có tới 3 tay vợt góp mặt trong bảng xếp hạng ATP ở cùng một thời điểm.
Ở game đấu thứ tư thì Hoàng Nam sẽ là người giao bóng. Trọng tài xác định đó là một cú ace. 15-0 cho Hoàng Nam. Cú trả bóng ra ngoài của Linh Giang. 30-0. Hoàng Nam đang giao bóng cực kỳ ổn định. Một đường bóng rất đẹp mắt của Linh Giang. 30-15. Một cú trả bóng sâu. Bóng rơi vào vạch baseline và tiếp đó là một cú trái tay dọc dây. 0. Nhưng rõ ràng Hoàng Nam đang duy trì được sự ổn định rất cao trong những tình huống giao bóng 1. Và đó là một điểm ace giúp cho Hoàng Nam nâng tỷ số lên 4-0 trong trận đấu đầu tiên. Một cách biệt quá lớn. Và sẽ rất khó để Linh Giang có thể bắt kịp nếu như Linh Giang không cải thiện được những cú giao bóng của mình. Một cú bỏ nhỏ tuyệt vời của Hoàng Nam. Một pha bóng quá xuất sắc và thể hiện rõ ràng kỹ chiến thuật tuyệt vời của Hoàng Nam. Liên tiếp dồn bóng sâu khiến đối thủ rời xa khỏi sân đấu và sau đó là một cú drop shot chính xác. 0-15. Tục làm cú bỏ nhỏ tốt của Hoàng Nam. 0-30. Linh Giang đang phải di chuyển vất vả ở phần cuối sân. Và đó là cơ hội để Hoàng Nam liên tục tung ra những cú bỏ nhỏ trên lưới. Đây là cú thuận tay lỗi của Linh Giang. 0-40. Lại có 3 cơ hội để Hoàng Nam có break trước Linh Giang. Cú thuận tay ăn vào cạnh vợt của Linh Giang. Và như vậy Hoàng Nam tiếp tục vươn lên dẫn trước 5-0 trong trận đấu đầu tiên. 5-0. Một sự áp đảo gần như hoàn toàn của Hoàng Nam trước tay vợt cùng 19 tuổi Linh Giang. Trận bán kết đầu tiên nội dung đơn nam giải các cây vợt xuất sắc Việt Nam 2016 đang trôi qua rất nhanh và chóng vánh. Hoàng Nam đang dẫn trước 5-0 và sẽ cầm giao bóng ở game đấu tiếp theo để sớm kết thúc set đấu đầu tiên. Huấn luyện viên Brignac là người đã gắn bó với Hoàng Nam trong những năm qua và là một yếu tố đã giúp cho Hoàng Nam cải thiện được rất nhiều những kỹ chiến thuật của mình. Và mục tiêu của Hoàng Nam trong mùa giải tới đó sẽ là nâng cao thể lực và tiếp tục tích lũy thêm những điểm số trên bảng xếp hạng ATP.
vẫn là một cú thuận tay bóng ăn vào cạnh vợt của Linh Giang. Cảm giác bóng của Linh Giang kể từ đầu trận đấu là không thực sự tốt. Rất nhiều những tình huống tự đánh hỏng. Đấy. Tiếp tục là cú trái tay hơi dài của Linh Giang. 30-0. Hoàng Nam đang ở rất gần với chiến thắng trong trận đấu đầu tiên. Qua hay. Chuyển tư thế phòng thủ sang tấn công rất nhanh. Hoàng Nam đang có tới 3 cơ hội để kết thúc set đấu với những set point. Không được. Cú đè bóng trái tay trực dây của Hoàng Nam. 40-15. Vẫn còn 2 set point cho Hoàng Nam. Thuận tay ra ngoài của Hoàng Nam. 40-30. Chỉ còn lại một set point cho Hoàng Nam. Đó là điểm A của Hoàng Nam và đã khép lại trận đấu đầu tiên với chiến thắng áp đảo 6-0. Không có một phản ứng nào của Linh Giang trước cú giao bóng. Có điểm rơi rất khó của Hoàng Nam. Trận bán kết 1 nội dung đơn nam giải các tay vợt xuất sắc Việt Nam 2016 đã diễn ra rất chênh lệch. Hoàng Nam đã khiến cho Linh Giang không thể có bất cứ cơ hội nào để có một game thắng danh dự. Nếu như ở lần gặp nhau gần nhất tại giải Man Future, Linh Giang còn có 2 game thắng thì đây là một trận thua, set thua trắng của Linh Giang trước Hoàng Nam. Hoàng Nam có 3 cú ace. Xem không giới hạn. Xem không giới hạn. Xem không giới hạn. Thưởng thức trọn vẹn với VTV Cap On, tận hưởng giá trị cuộc sống với VTV Cap On. VTV Cap On, xem không giới hạn.
World Cup chiến thắng, hạng mục nữ vận động viên của năm. Kỳ ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, mã số 06. Vận động viên Đỗ Thị Anh, mã số 07. Tay vợt Vũ Thị Trang, mã số 08. Vận động viên Văn Ngọc Tú, mã số 09. Vận động viên Nguyễn Thị Lụa, mã số 10. Hãy bình chọn cho vận động viên mà bạn yêu thích bằng cách soạn tin BC, dấu cách, mã số bình chọn gửi 8579. Cộng 15. Set đấu thứ 2 cũng bắt đầu bằng game cầm giao bóng của Linh Giang. Với một thế trận không tốt và mắc quá nhiều lỗi đánh hỏng, cơ hội cho Linh Giang đã giảm đi rất nhiều. Anh vẫn chưa có được một game thắng nào. Bóng dài. 15 đều. Bình tĩnh. 30-15. Trả bóng trong tư thế quay lưng, nhưng Linh Giang vẫn tận dụng được thời cơ để ghi điểm. Không qua lưới. Một pha tấn công rất tốt của Linh Giang, tuy nhiên với sự ổn định và bền bỉ của đối thủ thì Linh Giang một lần nữa lại là người đánh hỏng cuối cùng. Hoàng Nam đã rất ổn định dù bị đẩy lùi sâu so vạch cuối sân. Hơi dài một chút, rất đáng tiếc cho Linh Giang. Và ngay trong game đầu tiên của set 2, Linh Giang một lần nữa phải đối mặt với break point. Cỡ tay không tốt của Linh Giang và cũng đã nhập cuộc không thực sự ổn định. Game cho Hoàng Nam 1-0. Bàn cho Nam. Một thế trận thuận lợi tiếp tục dành cho Lý Hoàng Nam ở trong set đấu thứ hai này. Lại là điểm break từ rất sớm. Trời nắng
tại thành phố Vinh. Và trời đã gần về giữa trưa. Tao cho bóng, có ngay. Rất bình tĩnh để tung ra cú smart sau hai pha cải bóng khó chịu của Linh Giang. 0-15. Lưới. Hai bóng vô lại. Không 30. Với lắm đều. Cú trái tay hỏng ăn của Hoàng Nam. Xin lỗi, không 30. Không 30. Vâng. Bóng ăn vào cạnh vợt và đây là cơ hội rất tốt cho Linh Giang để bẻ game và có được game thắng đầu tiên trong trận đấu này. Điểm số lấy lại tự tin cho Hoàng Nam. 15-40 nhưng vẫn còn hai break point nữa ở phía trước. Bước vào trong sân, một góc đánh tốt cho Linh Giang nhưng trái bóng lại đi quá thấp. Đều. Lại là một pha đổi hướng khôn ngoan của Hoàng Nam. Giao bóng tốt, giành thế chủ động trong loạt đôi công. 40 đều, Hoàng Nam cứu được cả 3 break point. Lợi cho Nam. Đã có 4 điểm liên tiếp cho Hoàng Nam. Bóng bền, ổn định và hợp lý hơn từ phía Linh Giang. Đều lần thứ hai trong game đấu này.
Lời cho Nam. Linh Giang lại tỏ ra thất vọng với cú đánh hỏng của mình. Quá nhiều bất lợi. Cơ hội giành game cho Hoàng Nam. Góc đánh tốt và điểm winner từ cú trái tay cho Linh Giang. Cơ hội giành break lại đến với tay vợt này. Đây là break point thứ tư trong game đấu mà Linh Giang có những cơ hội. Bóng ngoài và game cho Linh Giang. Cuối cùng thì Linh Giang cũng có được game thắng đầu tiên trong trận đấu này. Tỷ số cân bằng 1-1 cho set đấu thứ hai. So với set đấu đầu tiên, Linh Giang đã có những đường bóng ổn định hơn. Điều bóng rất khó chịu với độ chính xác trong những cú trái dọc dây. Linh Giang đã rất cố gắng phòng thủ. Rõ ràng Hoàng Nam là người chơi ấn tượng hơn. Mười lăm đều. Hoàng Nam tiếp bóng hơi muộn trong tình huống vừa rồi. Giả vợt bất ngờ và rất quyết đoán. Thêm một điểm nữa cho Linh Giang. Out. 30 đều. Ngay sau một điểm winner thì Linh Giang lại mắc lỗi tự đánh hỏng. Những tình huống mà Linh Giang đã chơi tấn công khá mạo hiểm. Rất tốt. Cú đánh chính xác của Linh Giang. 40-30. Điểm winner rất đẹp mắt của Linh Giang. Một pha nắn trái khi đứng bên ngoài sân.
Lần đầu tiên trong trận đấu này Linh Giang vượt lên dẫn trước đối thủ 2-1 trong set đấu thứ hai. Thế trận trong set đấu thứ hai đã diễn ra hấp dẫn hơn nhiều so với set đấu đầu tiên. Sau khi sớm để mất break thì Linh Giang đã kịp trở lại và bây giờ đang vươn lên dẫn trước trước Hoàng Nam. Chỉ có duy trì được sự ổn định trong những cú đánh như game đấu vừa qua thì Linh Giang có thể hy vọng vào cơ hội lật ngược tình thế trước Hoàng Nam. Những nhà chuyên môn cũng như các huấn luyện viên đều nhận định Linh Giang là tay vợt có tài năng và cũng có những cú quả rất toàn diện. Nhưng điều quan trọng là tay vợt 19 tuổi cần phải giữ được sự ổn định cũng như tâm lý thi đấu vững vàng trong những trận đánh lớn. Một cú đánh rất tốt của Hoàng Nam, trọng tài xác định bóng trong sân. 15-0. Cú đè bóng trái tay ra ngoài của Trịnh Linh Giang. 30-0. Tiếp tục là lỗi của Linh Giang. 40-0. Trọng tài xác định đó là lỗi kép của Hoàng Nam. Hoàng Nam tỏ ra không hài lòng với quyết định của trọng tài. Linh Giang cũng có dấu hiệu nhắc Hoàng Nam đó là một cú đánh trong sân, nhưng dù sao quyết định của trọng tài đã được đưa ra. 40-15. Bóng ngoài. Tỷ số được cân bằng là 2-2 trong set đấu thứ hai. Hoàng Nam đã không mắc sai lầm như ở game cầm giao bóng đầu tiên trong set đấu thứ hai. Cú trái tay không tốt của Hoàng Nam. Bóng đi quá dài. Cú điều bóng không thành công của Linh Giang. Liên tiếp những tình huống đôi công bên bỉ của hai tay vợt. Lỗi ra bóng kép của Linh Giang. Một lỗi ra bóng kép đến không đúng lúc. 15-30. Tiếp tục là lỗi. Linh Giang đang liên tiếp để mất điểm. 15-40 và hai cơ hội để Hoàng Nam có break.
bóng ra ngoài. Loạt đôi công này thì Hoàng Nam đã giành chiến thắng và có break để vươn lên dẫn trước 3-2 trong set đấu thứ hai. Cách biệt đã được tạo ra. Trong mùa giải 2016 thì Hoàng Nam đã thực hiện được tất cả những mục tiêu đã đề ra trước khi mùa giải bắt đầu. Đó là giành được danh hiệu đầu tiên ở nội dung đánh đơn tại các giải đấu chuyên nghiệp quốc tế. Trong khi đó Linh Giang cũng đã có điểm số đầu tiên trên bảng xếp hạng ATP. Dường như Linh Giang đã gặp một chút vấn đề ở chân và cần phải có sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Trong những năm qua thì Linh Giang là một trong những tay vợt gặp khá nhiều chấn thương khi thi đấu và thường xuyên phải nhận được sự chăm sóc của các bác sĩ. Thể lực cũng là một yếu tố mà Linh Giang cần phải cải thiện trong những mùa giải tới. Đây chắc chắn là một thời điểm khó khăn với Linh Giang. Đây là giải đấu mà cha mẹ của Linh Giang đã có mặt để cổ vũ cho cậu con trai. Linh Giang đã có một vòng đấu bảng khá tốt với 2 chiến thắng liên tiếp để sớm có mặt ở vòng bán kết trước khi để thua Phạm Minh Tuấn ở trận đấu phân định ngôi thứ tại bảng đấu. Nhưng rõ ràng việc phải đối mặt với Lý Hoàng Nam ở vòng bán kết là thử thách rất lớn với Linh Giang. Trong năm 2016 thì ngoài nội dung đánh đơn thì Hoàng Nam cũng thi đấu rất nhiều giải đánh đôi và cũng có những thành tích rất đáng khen ngợi. Đó là 2 chiếc vô địch Men Future, 1 chiếc vô địch với Nguyễn Hoàng Thiên và 1 chiếc vô địch với tay vợt người Đài Loan Trung Quốc Chen Ti. Và tại giải vô địch quốc gia hay của quần vợt Việt Nam thì Hoàng Nam cũng đăng quang tại nội dung đôi nam cùng Nguyễn Văn Phương. Trở lại với set đấu thứ hai, game đấu thứ 6 và Hoàng Nam sẽ là người giao bóng. Một điểm ace cho Hoàng Nam. 15-0. Liên tiếp những cú ra bóng uy lực của Hoàng Nam. Rất nhanh. Một game đấu có lẽ cực kỳ chóng vánh và nhanh nhất kể từ khi trận đấu bắt đầu. Dường như game đấu vừa rồi còn trôi qua chưa đầy một phút thi đấu. Tỷ số được nâng lên là 4-2 trong set đấu thứ hai. Rất hay.
Một tình huống tràn lưới tấn công tốt của Linh Giang. Hoàng Nam có lẽ đã không đoán được ý đồ của đối phương. Một pha đặt bóng rất hay và đánh lừa được sự phán đoán của Hoàng Nam. Tiếp tục là pha đổi hướng tốt của Linh Giang. 30-0. Linh Giang vẫn có những điểm số rất xuất sắc. Thêm một điểm winner nữa cho Linh Giang. Dù đang bị dẫn trước nhưng có những điểm số mà Linh Giang chơi rất tốt. Và đây cũng là một game trắng của Linh Giang. Một điểm ace. Linh Giang rút ngắn cách biệt xuống còn 3-4 trong set đấu thứ hai. Phía trước là những game đấu quan trọng cho Lý Hoàng Nam. Game cầm rào bóng khi tỷ số là 4-3. Trọng tài xác định đó là cú rào bóng tốt. 15-0, điểm ace. Bóng trong sân, đúng vào góc chữ A. Hai cú ace liên tiếp, Hoàng Nam rào bóng rất hiệu quả, đều là góc chữ A trong những đường bóng vừa rồi. Rất bình tĩnh cho cú smart của mình. Và trả giao bóng khôn ngoan của Linh Giang dồn sâu. Hơi dài, cơ hội để đòi lại game cho Linh Giang. 34-7. Loạt bóng bền rất tốt của Linh Giang. Đây là thời điểm quan trọng. Linh Giang vẫn còn những cơ hội để có thể cân bằng tỷ số và vượt lên. Không kịp khi mà Linh Giang đã bị trượt chân và không kịp quay lại. Góc đánh rộng hơn cho Hoàng Nam. Đó cũng là tình huống bàn tay vừa này bước vào trong sân. Cứu được break 40-40. Trả giao bóng tuyệt vời. Khi mà Hoàng Nam còn chưa kịp ổn định vị trí,
chờ với bước sẵn sàng cho cú đánh tiếp theo. Đây là cú trả giao bóng cực kỳ hiệu quả. Điểm rơi nằm trên dây. Bóng cận chân. Lại là đều. Hoàng Nam đánh bóng vào giữa sân trong khi Linh Giang đã di chuyển sớm. Không được. Rất tiếc cho Linh Giang khi bóng ra ngoài. Lợi điểm cho Lý Hoàng Nam. Pha tấn công mạo hiểm, 5 ăn 5 thua. Nếu bóng vào sân thì đó sẽ là một pha bóng đẹp nữa của Linh Giang. Nhưng tay vợt này đã thiếu may mắn. Tấn công rất tốt, ổn định, bóng nặng và sâu. Tiếp tục là đều. Hoàng Nam ở hướng chói nắng vào lúc này. Phần nào đó có chút bất lợi. Hơi dài, bước vào trong sân để trả giao bóng. Linh Giang cũng đã có những cơ hội của riêng mình. Thêm một tình huống trả giao bóng rất hay nữa của Linh Giang. Bóng cận chân của đối thủ. Đều lần thứ 3. Nhưng cơ hội để kết thúc game đấu vẫn dành cho Hoàng Nam. Game cho Lý Hoàng Nam và tỷ số là 5-3. Đây mới là loạt bóng tốt nhất của hai tay vợt trong trận đấu này. Rất bền ở cuối sân và kết thúc bằng một pha bỏ nhỏ của Hoàng Nam.
Đôi công rất bền bỉ. Thêm một loạt bóng hấp dẫn nữa của Hoàng Nam với Linh Giang. Rất bền bóng. Tấn công ép trái khi mà Linh Giang đang cố gắng nhanh chóng trở về center point. 15-40 và giờ là 2 match point dành cho Lý Hoàng Nam. Bóng ngoài, cứu được match point đầu tiên. Và như vậy là trận đấu đã khép lại với chiến thắng chung cuộc dành cho Lý Hoàng Nam. Anh đã tận dụng cơ hội để giành chiến thắng trước đối thủ trong vòng 2 set đấu 6-0 và 6-3. Hoàng Nam là người đầu tiên ghi tên mình vào trận chung kết nội dung đơn nam. Hoàng Nam là người ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng và sẽ chờ đợi cơ hội của mình tại giải các cái vật xuất sắc Việt Nam năm nay. Đối thủ của anh sẽ được xác định trong trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra ngay sau đây. Cặp đấu giữa Phạm Minh Tuấn của Đà Nẵng và Nguyễn Văn Phương của Bình Dương. Vòng bán kết có tới 3 tay vợt của đơn vị Bình Dương góp mặt. Và một trong số đó chắc chắn có tên trong trận đấu cuối cùng. Những con số thống kê trong trận đấu này, Hoàng Nam có tới 6 cú ace.